Xin chào tất cả các bác nhá. Chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Này hai bố con cháu đi vào trong chỗ chân núi xem các bạn có quả núng nác xem nó ra quả chưa. Mọi người nhá. Trời mưa quá mọi người ạ. Chả có đi dùng núi gì. Này hai bố con đi lên quen chân núi thì xem. Mấy này ra quả chưa? Mấy này mưa quá các bạn. Này có thấy tổ ong không? Này không mưa tranh thủ đi một tí xem cây núng nang ra quả chưa. Với lại đang mùa ong ấy các bác, đi tìm có không? Đây trên ngọn cây này có một cái tổ ong các bạn. Đây trên đấy ong gì đó bố? Khó thấy lắm. Nó cái chỗ này này các bạn này. Khó thấy lắm. Nó sáng nó lóa khó thấy. Nhưng mà không to lắm nữa nhỉ. Đây trên này này các bạn. Ông kêu ấy. Được quá, chỗ này này. Không to lắm. Đây bố cháu thêm cây đây rồi nhưng mà chắc là chưa có quả sao các bạn. Có một quả thì chả biết dài chưa. Ui cao nhỉ, tí trên này không ạ? Ở đây thôi thì lên đầm. Nhìn quả dài lắm nhưng mà nhiều, nó ra nhiều bông nhỉ. Lấy được không bố ơi? Cái đấy dài chưa bố hay còn non vậy? Cái đấy dài chưa? Chưa biết, cái dài chưa? Nó nhiều ra nhiều cái chùm bông lắm các bạn, nhưng mà cái quả nó thì không có. Bây giờ bố cháu sẽ lấy nha các bác. Còn non bố? Nhìn thì chắc là hơi dài dài rồi đấy. Ui sao nhìn ấy thế? Có một quả ấy thôi nhỉ. Chắc là già rồi. Già mất rồi. Vẫn ăn được bố à? Vẫn mềm là vẫn chiến nha các bác nha. Vẫn mềm là vẫn chiến. Ăn này đắng cực kỳ. Ui giời, to nhờ. To rồi, sắp dài rồi. Này vẫn còn ăn được, vẫn còn mềm này. Vẫn ăn được, đấy. Ăn được tốt. Còn như thế này là vẫn còn ăn được. Năm sau ăn rồi nó cứng ngắc đấy, cái này nướng mà vẫn còn mềm. Nó nên nó mềm đấy. Nướng được cái rồi, thôi.
To cực kỳ luôn các bạn. Kiếm được hai cái nữa rồi. Đủ bữa. Được bữa đấy. Đây có con nhện trong này các bạn. Nhện này ngon lắm. Nhện này thì ăn được các bạn nhé. Đây thì chờ bố cháu bắt ra cho các bạn xem này. Đấy, cái tờ nó thì dính lắm các bạn. Đây. Ui ui ui. Con này to thế. To thế nhện đấy. Cái này nó biết cắn không bố? Cắn chứ, cái gì con này nó cắn mạnh lắm, răng của nó. Ui giời. Đây các bạn nhìn này. To nhỉ. To lắm. Này nó cắn đầu lắm. Cái tổ của nó chim. Cái chim sâu mà dính vào là không bay được đâu. Cái tờ nó. Tờ nó dính lắm các bạn. Ui, to nhỉ. Này ngon lắm. Chưa, con này chưa to lắm đâu. Có con to hơn. Mà như này là to rồi bố ạ. Cái này tìm cây nung nang mà cháo quả các bạn. Với cả một phần là người ta cũng chặt hết rồi ấy. Cũng lấy rồi. Nó chưa ra nhiều. Giờ nó mới ra bông thôi, chưa ra quả. Chừng quả thôi. Đây cũng có một con các bác nhá. Cái này không to lắm nhưng mà đây bên này này. Ngay chỗ này này. Ừ, nó chạy không? Mất rồi. Ở đây đây. Con này bé hơn con này. Ui cái tô nó này, các bác nhìn tô nó này. Cái hộ buộc chân. Ui. Vàng đi đó bố nhỉ, tô nó ấy. Dẻo lắm nhá. Nhẹ. Con này không cẩn thận nó cắn đầu lắm. Ui tô nó dính lắm. Nó dính lắm. Chân cũng chắc nhỉ. Ui tô nó dài lắm không ạ? Dài lắm. Đấy, hai con. Hai con. Làm bữa săn nhẹ này để được ấy nhỉ. Tuột ra hả bố? Được cái tơ này mà đi bẫy chim sâu hay mấy cái ấy. Con này to hơn. Tơ nó bé tí như thế hả bố? Đây các bác nha. Lấy được tí bông rồi. Thành quả hôm nay được hôm nay đấy. Đây là tí nữa là nó biết nướng cái này. Nướng cái nung nang ngày xưa các bạn. Xong cái ống này tí luộc sau là cũng lấy ra nộm chung với cái này. Này là mà món nộm các bạn nhá. Này là món nộm. Nhưng đã ít quá, được có hai cái rồi. Cả bông nữa chứ. Tí bông nữa. Thì ấy mình nhóm biết mà ấy nướng. Thế bây giờ bắt đầu nướng các bạn nhé. Trời lại bắt đầu mưa rồi các bạn. Nướng lưỡi trâu. Nướng cái này đấy. Đốt. Này đốt cái này thôi các bạn. Lưỡi trâu. Trời lại bắt đầu mưa này. Mưa to lắm các bạn. Mưa to lắm. Mưa to lắm. Đốt cả cái hoa nó hả bố? Đốt cả. Bé bé nhở, bé tí. Rồi bây giờ
Đây người ta gọi ngày xưa hay gọi là cây lưỡi hổ ấy các bạn. Ngày xưa ở chỗ mình nhiều lắm chứ nhỉ? Rồi nhiều. Nhiều cũng có đấy, người đi chơi ra. Chơi ra nhiều. Thế này em làm chí ít lạc. Làm chí ít lạc xong rồi mình nộm các bạn. Đấy rồi, đi ốc ra lên. Đấy, làm mình nộm. Chín chưa bố? Chưa, vừa mới đổ thôi. À, mới cho vào thôi à bố? Mới cho. Còn cái em ấy rồi. À đây. Lúc nào cái giống anh? Chín cháy rồi. Đó, cái này là kiếm được bao nhiêu nữa. Vẫn thật được đấy. Vẫn ăn được đúng không? Ừ. Nên cạo hết luôn. Đèn hoa cái. Đen đi đấy nhỉ? Lúc cạo thì nó lại xanh nhá. Dưới trâu. Bây giờ là ốc rồi các bác nhé. Tháo ra đây nhé. Làm vừa vừa ăn này thôi các bạn. Không được có bằng này thôi. Nó bằng tha hồ. Thế đâu. Chắc đỡ bắt tô đấy chứ. Ui con này to nhờ. To lắm. Mấy cái ốc này cực kỳ khó lấy các bạn. Nếu mà nó ở cái lòng như này thì lấy được. Còn cái đóng nam này chỉ là cái phần đầu của nó thôi. Khó lắm. Đấy nó ngon đấy nhưng mà nó khó. Nó giòn lắm các bạn. Hạt chuối luôn nhé. Hạt chuối hôm nay toàn được những quả siêu to khổng lồ đấy các bạn. Đây là một quả này các bạn nhé. Một quả bé quá, không bỏ. Siêu to khổng lồ. Một thứ một ít. Nó ngon. Như gần là hai quả khí nữa chứ. Cho cả khí ở đâu? Ừ, hai quả khí thì cũng ngon chứ. Nó chua chua nhỉ? Chua chua ngon chứ. Hai bánh chả này. Chào nước, ngon. Ngon nước muối. Nước muối cho nó trắng hay không ạ? Trắng thì nước chát. Nó không trắng được đâu. Đúng. Nó cũng đỡ. Đây các bác nha, mông nát đây. Mềm nhờ. Này đắng không? Đắng đấy. Không nhưng mà vẫn chưa đắng bằng cái hoa nó ấy. Hoa nó đắng hơn. Mình làm nhỏ thôi chứ nó trộn ở kia nó mới đứa ấy không. To nó đắng. Chanh mỏng mỏng quá. Mỏng nhỏ thôi. Những điều vào được bên kia cũng ngon. Nên nộm mà. Cắt to quá lại to miếng. Này thì nó để đừng nhiều mình để này chấm đây mình ăn thôi. Không được cắt. Ăn thấy ngon lắm. Này đắng nhưng mà ăn vẫn thấy ngon nhá. Ngon chứ. Nhưng mà cái đu đủ thì con lại không ăn được. Mình đắng ngon.
thì cho cả khế chua vào các bác nhé. Được như thế vậy thì ngon chứ. Chua chua. Mình khỏi bát chanh nhé. Mình bát chanh nào bố? Mình bán nó chua. À, đây không phải bán. Khế nó chua đấy. Giờ cho vào chuối vào bánh. Đấy, chuối trắng khâu. Nhiều nhỉ? Nhóm muốn khoắn. Nhiều hết. Còn đấy, nhiều hơn nhiều tí đấy. Ngâm muối nhìn nó khác hẳn. Nó trắng. Nó không bị đen cái nhựa nó ấy, đúng không ạ? Lạc nha. Cho tí cái bột canh là mì tôm vào các bác nhá, nó mới ngon. Mì ngọt ngọt. Ừ. Mì ngọt chấm mì tôm. Thế mình có cho nước mắm không bố? Được. Mắm tí chấm đi. Mì chín. Cho mì chín các bác nhá. Mình cho ốc vào. Ốc. Cho hồ ăn đi chứ. Ừ. Con này to rồi. Ừ, to. Lạc các bạn nhé. Lạc, lạc. Là mình giang. Hơi động lửa. Hơi nặng lửa một tí. Nó hơi khô, hơi cháy. Thôi xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức với ba bố con chú cháu cho nhá. Thì mọi người nhá. Gắm được cái lưới trâu, lưới hổ gì trên rừng được có hai cái rồi. Tôi gọi chú sang ăn thử nếm vì đầu mùa. Hôm nay mới có. Chào mọi người nhá. Này anh em nhá. Làm cái món lưới trâu trâu được có hai quả rồi về mọi người nhá. Bây giờ nấm được như đống đá nộ mà nộ này món nộ cái quả hoài cuối gì nhỏ nhá. Món nộ này cái gì cuối vừa đắng vừa chua vừa cay vừa mặn. Mọi người nhá. Rồi tất cả anh em nhá. Đắng đắng chua. Chua chua có khí. Đắng ngon. Đắng ngon nó thơm. Nhớm nữa nó thơm, luộc nó không thơm nó kiểu. Luộc nó lại còn đắng hơn đấy nhỉ. Nó không thơm mà nó đắng hơn. Ngon đấy. Mình trông thì tạt luôn một miếng. Này ngon đắng ăn khí và chua. Khí khí cả. Xin mời tất cả các bác nhá. Ốc rồi nữa. Nhớ rồi. Cũng gần tô áo đệ nằm đệ. Chưa vừa không ạ? Ngon. Nó cay mà nó đắng. Nhưng lại ngon. Mọi người không cảm như này. Vì trần đấy. Hơi nóng, trời mưa nhưng mà nóng lắm. Trời mưa làm được cái món này ngon đấy chứ. Hợp lý đấy. Đấy. Chọn là tí là nướng lên. Mà đem được nhiều lắm, mình nướng lên mà thái nướng một mình thì không bao giờ thái nhỏ. Nhưng mà này ít quá, mình là phải làm thêm để cho nó nhiều. Hôm nay bữa đầu tiên đấy. Được rồi đấy. Này, bây giờ nó khó. Quả nó không làm. Bây giờ nó hiếm lắm. Khó. Mấy cây hoa nhiều lắm, mình chưa ra. Nhiều hoa lắm chú ạ, nhưng mà
cái quả thì không ra, chưa ra. Máy thì cũng ra được khoảng 5-6 quả là thoải mái. 5-6 cái thì nó dài mâm to nó dài. Cái hoa nó nướng thường xuyên đấy nhá, thường xuyên mà đắng lắm, hoa đắng, hoa đắng, hoa đắng kinh khủng luôn. Giống đắng, hoa đắng và được đắng nên ăn được. Đầu ngày ăn nó ngon. Ủa, ăn này là không biết đây là bữa đầu tiên nhưng mà chẳng nên nó có ốc mà kiểu nó có ốc là nó bây giờ nó ngon hơn cái nộm không có phức có mồi vậy. Bữa đầu hay nó được là nó cứ nhân mình làm mà nhiều cái này nhân đây này nhân là ốc ngon. Mà hôm nay mưa ăn cái đắng đắng thì nó hơi đỡ, còn hôm nắng ăn cái đắng mà xem ngon. Nạc chưa mà không để nghĩ xem có chỗ ong nào thế. Có một chỗ nhưng mà mình thấy bé lắm chưa, và bóng nhỏ nhỏ và không bảo vệ, không bảo vệ đi cào. Bé quá, với cả bây giờ mà lấy thì chắc cũng nó cũng chưa chắc luôn nhỉ. Nó chắc thì nó vẫn chắc nhưng mà nó ít con. Chưa được nhiều. Chưa được nhiều nó đấy còn to, bé. Cái tổ nó phải to, nó nhiều cái lứa phường kia. Lợt bằng cái vành mông này chắc. Cái đấy mới sướng. Con. Lớn nó còn đồ to hơn bả thì một tí đấy. Đấy còn bé quá. Đấy chắc nó vẫn ấy nhưng mà thấy chưa nhiều con. To được để chắc được bắt con thôi mấy. Cái này quá là ngon rồi các bạn. Bây giờ nhiều người đi săn lắm, toàn thấy đi săn ong. Ôi, săn ong nhiều. Họ toàn cắt về đấy, cắt về treo nhà rồi xong thu hoạch chuyển đấy. Còn ở đâu người ta đến người ta săn như mình có đi mấy đâu đâu. Mình đi nhà. Mình lâu lâu đi tìm, đi ấy đi núi, đi dừng thấy chỗ nào đấy chứ mình chọn chỗ nào đấy chỗ đấy. Khó lắm. Với cả bây giờ cũng ít rồi ấy. Nó cũng không ít đâu, trên núi không ít đâu. Nó không có ít, nhưng mà trên núi mình không thấy đâu. Mình khó thấy. Nó không nhiều đồi thì nó dễ tìm hơn. Đồi có chỗ nào ta thấy đây là núi thì có chỗ nào kiểu vậy không? Núi này vừa khó đi lại còn ấy nữa, nhiều cây khó nhiều đi, cây nó che hết. Đồi họ trồng keo trồng sắn là hôm trước thấy người ông phải em vào một số rồi chả biết phải người cứ đấy không sắn ở đây. Chắc ở đấy quá hôm nào vào xem tìm ăn. Cái gió là nó vào cứ đấy nó cứ bay rồi đó. Cứ bay lên quanh chỗ đấy không. Có con mẹ nè nó bay ra bay vào giữa ngày mà cứ theo dõi tầm 1-2 ngày gì đấy là biết, nhưng mà thấy nó đi lại nhiều là thấy ngày mùa này đang chắc ấy. Thì đúng không nha. Đây, xin mời các bác nhé. Ngon chưa này. Ăn còn có cả lạc và nó ăn lạc nó bị bùi như này thơm như thế. Khi mà chỗ đi ruộng sáng xem nó có đất ngoài chuối hoa chuối giòn sật sật các bạn không? Lúc cũng giòn này làm cái bùi sáng đó nước nát thì nó đắng đắng khí lại chua chấm với nước chấm thì nó cay cay các bạn ăn rất là ngon. Chua cay đắng cay đắng cay ngọt không bùi không ngọt. Ngọt cái này không không có ngọt tí rồi chấm tí vào mà nó ngọt luôn đắng cay với mặn thôi chưa có ngọt ngọt